Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta lại gặp nhau ở phần bình luận chuyên sâu. Ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một ván đấu thuộc khuôn khổ giáp cấp liên tái vòng 14. Như vậy là trong những ngày hôm nay thì chúng ta liên tiếp được theo dõi cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh về cờ tướng, đó là giáp cấp liên tái. Cùng với đó là giải tranh cúp ngân hàng cũng đang rất là hot, và ngày mai chúng ta biết được sẽ có một cái trận tranh chung kết của Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay ở giáp cấp liên tái đã diễn ra một cái vòng đấu rất hay. Trận đấu được diễn ra giữa các kỳ thủ của Hà Nam và Thượng Hải. Đại diện cho Hà Nam là Tào Nhâm Lỗi và đại diện cho Thượng Hải là Tường Xuyên. Đây là một cái ván đấu tâm điểm mà tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Chia sẻ thêm là ngày hôm nay thì lý do sức khỏe của tôi không được tốt. Sau khi đi dạy về thì đi ngủ rất là sớm. Tuy nhiên thì sau khi trận đấu kết thúc thì Mr. Trung Cá Gián có gọi điện và nói rằng có một ván đấu rất hay, và đó cũng là động lực để tôi bật dậy để tiếp tục truyền tải đến các bạn một cái ván đấu thật là thú vị. Tuy nhiên thì với cái hình ảnh không được tốt nên là tôi sẽ thay thế bằng cái avatar, thay bằng cái webcam như mọi hôm. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến của ván đấu. Ở ván đấu này thì kỳ thủ Tường Xuyên được cầm quân đỏ đi tiền và kỳ thủ Tào Nhâm Lỗi được cầm quân đen đi hậu. Trước khi vào diễn biến của ván đấu thì chúng ta điểm qua tình hình của các đội. Về Hà Nam thì chúng ta thấy rằng là cả Hà Nam và Thượng Hải đều có những cái vị trí rất là cao. Đội Hà Nam đang tạm thời xếp thứ tư với cái phong độ cực kỳ cao của Tào Nhâm Lỗi. Và ở trận đấu này thì với việc cầm quân đen đi hậu thì các đồng đội của anh vẫn đang đặt hy vọng rất lớn vào Tào Nhâm Lỗi. Chúng ta cùng theo dõi cái diễn biến của ván đấu. Và trận chiến thì Tưởng Xuyên chơi tiên nhân chỉ lộ và đối lại cũng là binh bảy tiến một đối binh cuộc của Tào Nhâm Lỗi. Như vậy là cái bố cục đối binh cuộc này đã được diễn ra rất nhiều lần ở trong giải giáp cúp liên tái, nhất là những ngày gần đây chúng ta thường xuyên được theo dõi. Mới hôm trước thôi chúng ta vừa được xem ván đấu của Lại Lưu Huynh cầm đi hậu đối binh cuộc với Hồng Chí, tuy nhiên là một trận thất bại nhưng mà cũng là một ván đấu rất hay của Lại Lưu Huynh. Như vậy có thể nói là những cái video trước đây tôi đã từng chia sẻ các kỳ thủ Trung Quốc họ thường nghiên cứu và thi đấu theo một cái khai cuộc thịnh hành hay còn gọi là trào lưu, và ngày hôm nay thì chúng ta đang tiếp tục được theo dõi cái trào lưu đối binh cuộc. Với thế trận đối binh cuộc thì bên đỏ có hai cách chơi chính. Một đó là chơi bình ổn chắc chắn thi đấu nội lực với cách là phát triển quân thông thường. Ví dụ như hình cờ này thì đỏ có thể chơi lên mạng 8 tiến 7 hoặc là như Hồng Chí chơi tượng 3 tiến 5 trước Lại Lý Huynh chẳng hạn. Ngoài ra thì bên đỏ cũng có thể chơi pháo 2 bình 3. Pháo 2 bình 3 thì nó sẽ mở ra nhiều cái thế trận đối công hơn. Trong đó thì nó có một cái thế trận mà bên đen chơi pháo 8 bình 5, và có chia sẻ với các bạn đó là cái cảm hứng của tôi chơi bên đỏ cũng là cái thế trận như mà các bạn đang nhìn trên hình, và bên đỏ chơi biến binh 3 tiến 1 để bỏ cho bên đen chơi pháo trống. Cái cảm hứng này thì tôi lấy ở một ván đấu của Vương Thiên Nhất vào năm 2013, không nhớ rằng là anh gặp ai nhưng mà tôi chỉ biết đó là một cái ván cờ đối công cực kỳ hấp dẫn. Và đối với cái thế trận này thì tôi cũng giành được khá là nhiều thành công. Trong đó thì phải kể đến một cái ván đấu rất hay trước Tào Nhâm Lỗi ở trong năm 2017, khi mà tôi được cầm quân đỏ và đã tạo ra rất nhiều khó khăn dành cho Tào Nhâm Lỗi. Tuy nhiên thì ở cái thời khắc quan trọng thì thiếu đi cái sự kinh nghiệm, thiếu đi sự tinh tế và bản lĩnh, và tôi đã để thua ván cờ đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại thực chiến khi mà Tào Nhâm Lỗi tiếp tục cầm quân đen đánh với Tưởng Xuyên. Tuy nhiên thì Tưởng Xuyên lại không lựa chọn phương án pháo 2 bình 3 mà anh lựa chọn phương án mã 8 tiến 7. Đối lại thì Tào Nhâm Lỗi cũng là mã 8 tiến 7. Đối với các thế trận mà thiên về nội lực, thiên về 7 binh bố trận ý, thì cả hai bên đều có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều cách chơi. Và ngày hôm nay thì Tưởng Xuyên lựa chọn phương án đó là phát triển cánh trái sớm bằng cách là mở pháo 8 bình 9. Và Tào Nhâm Lỗi nhảy mã 2 tiến 3, xe 9 bình 8 và xe 1 bình 2. Tới đây thì Tưởng Xuyên chơi mã 2 tiến 1 và tượng 7 tiến 5 của Tào Nhâm Lỗi. Ở đây thì đỏ lựa chọn phương án pháo 2 tiến 4, phóng pháo lên để tấn công vào cái con tốt yếu của bên đen. Ở đây thì bên đen có một số phương án chính, có thể là mở binh 3 để đấu tốt, sẽ kém nước một chút nhưng mà sẽ làm cho cái con pháo đỏ này trở nên là mất nước. Tuy nhiên thì Tài Nhâm Lội đã không lựa chọn phương án đó mà anh lựa chọn phương án có vẻ như là tích cực hơn rất là nhiều, đó là tiến pháo phong tỏa xe cánh trái của đỏ. Và ở đây với việc là
cái con pháo đỏ đã rời khỏi hàng hoa và tài nhận lỗi tiến pháo hẳn xuống, pháo 2 tiến 5 chứ không phải là pháo 2 tiến 4 như thông thường. Pháo 2 bình 7 và xe 9 bình 8. Mục đích rất rõ ràng là nếu mà xe đỏ mà xuất ra thì pháo đen tiếp tục phong tỏa tiếp. Chính vì vậy nên ở đây thì Tường Xuyên đã lựa chọn phương án đó là phát triển hoành xe. Vâng, tiếp tục là pháo 8 tiến 5, hình thành thế trận là song pháo quá hà. Tuy nhiên thì song pháo của đen quá hà và dấn rất sâu vào trận địa của bên đỏ. Có thể thấy là ở những cái nước đi khai cuộc thì Tà Nhắm Lỗi mặc dù cầm đen nhưng mà anh ra trận với một cái tinh thần cực kỳ sông sáo, đưa quân sang trận địa đối phương một cách rất sớm. Tường Xuyên chơi xe 1 bình 4 và binh 5 tiến 1 tiếp tục là một cái nước cờ khá hay của Tào Nhắm Lỗi. Chúng ta có thể thấy là thông thường thì phải có pháo đầu thì mới chơi pháo đầu mã đội, mở tốt đầu lên để đưa mã lên tấn công trung lộ. Tuy nhiên thì ở đây là với cái con tượng ở trung lộ nhưng mà Tào Nhắm Lỗi vẫn mở binh 5, bởi vì là với cái nước binh 5 này thì cái cặp mã của đen sẽ trở lên cơ động hơn rất là nhiều. Khi mà xe đỏ tấn công thì cặp mã có thể giao ở trên nhảy lên mã giao, nó sẽ là cơ động hơn rất nhiều so với các trường hợp thông thường. Đó cũng là một cái nước cờ mà chúng ta thấy được cái sự chủ động của Tào Nhắm Lỗi. Bây giờ thì Tường Xuyên phải xử lý cái nước cờ xe 8 tiến 3 của đen, và cách tốt nhất đó là tiến xe lên hàng tốt, xe 4 tiến 5. Và tiếp tục là xe 8 tiến 5, đưa một quân sang trận địa của bên đỏ. Ở đây thì Tường Xuyên chơi tượng 7 tiến 5, đó là một cái nước cờ mà nếu mà nhìn lướt qua thì trông có vẻ như là rất là hợp lý. Tuy nhiên thì ở đây thì bên đỏ nên chơi binh 7 tiến 1, nó sẽ là nước cờ tốt hơn dành cho bên đỏ. Tuy nhiên thì hai nước nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Và binh 5 tiến 1 đó là một cái nước cờ nằm trong kế hoạch của Tài Nhắm Lỗi khi mà anh tiến xe 8 tiến 5 lên để mở đường cho binh 5 tiến 1 đổi tốt, cũng như là mở đường cho những con mã thông thoáng hơn. Khi mà mã 3 tiến 5 hoặc là mã 7 tiến 5 thì cũng có rất là nhiều điểm nhảy. Ở đây thì trước khi đấu tốt thì bên đỏ mở binh 1 tiến 1, dùng mã bắt xe để lợi nước. Xe 8 bình 6 đấu xe, một nước cờ rất là hay, cũng không phải là vừa của bên đen khi mà không cho đối phương lợi nước. Bởi vì là với nước bình xe đấu xe này ấy, thì dường như là đỏ không thể đấu xe. Bởi vì nếu đấu xe thì bên đen chúng ta thấy rằng là sẽ có một tốt sang sông, và đồng thời là cái con xe còn lại của đỏ sẽ bị phong tỏa ở bên cánh trái rất lâu nữa mới có thể phát triển được. Chính vì vậy đỏ không muốn đấu cái con xe khỏe của mình, và anh chơi xe 4 bình 2. Tiếp theo thì đen dùng pháo ăn mã và pháo ăn về bắt mã, tiếp tục là 3 tiến 5. Vừa rồi là mặc dù là cái con tốt đầu nhìn nhau nhưng mà hai bên thực hiện những nước đi bắt quân và đấu quân nên là chưa thể ăn tốt được. Bây giờ thì đen chạy mã và bên đỏ mới binh 5 tiến 1, xe 6 bình 5. Như vậy là qua giai đoạn khai cuộc và một phần của giai đoạn chung cuộc, chúng ta thấy rằng hai bên đã đấu bớt một pháo và những con tốt rồi. Bên đỏ tạm thời ăn hơn một tốt nhưng mà vị trí quân của đen cảm giác như nó đang chủ động hơn so với bên đỏ một chút. Tuy nhiên thì với những cái hình cờ này ấy, hai bên điểm đánh chưa rõ ràng thì việc hơn một tốt thì có thể thấy được rằng một phần nào đó, cùng với việc là xe pháo đen đã không có căn nữa thì bên đỏ vẫn giữ được cái nước điên của mình. Tuy nhiên thì chúng ta cùng xem là bên đỏ sẽ xử lý những nước cờ tiếp theo như thế nào. Pháo 9 thoái 1, ý đồ rất rõ ràng đó là đưa pháo tấn công xe mã ở trung lộ của bên đen. Đen lên sĩ trước. Ở đây thì ở đó là một cái nước cờ rất hay của bên đen, chấp nhận bỏ quân. Đây, nếu mà bên đỏ bình pháo bắt xe đó, chúng ta thấy rằng đó là một cái nước cờ mà dường như là bên đỏ đang muốn bỏ quân. Tuy nhiên thì cần phải xem xét kỹ lại, bởi vì là đen cũng có rất là nhiều cách chơi. Ở đây đen có thể chạy xe hoặc là có thể ăn xe xuống tượng. Đó, nếu tượng ăn lên thì pháo ăn vào chiếu, pháo ăn lên thì xe ăn mã. Đây cũng là một trong những cách chơi của đen, chưa biết nó hay hay không. Ngoài ra thì đen cũng có thể chạy xe đi. Nếu
pháo ăn mã thì cũng giật xe về khống chế. Và cái hình cờ này thì có thể thấy là mặc dù ăn hơn quân nhưng mà cái thế cờ của bên đen cũng chủ động hơn rất là nhiều. Chính vì vậy nên là Tường Xuyên đã không lựa chọn phương án là bình pháo vào bắt ngay, mà anh lựa chọn phương án đó là vật pháo xuống tượng, pháo 7 tiến 7, để nếu tượng ăn về thì sẽ không có những cái nước phản kích vào tượng, cũng như là sẽ ăn lại được quân và sẽ lời tượng. Tuy nhiên thì cái nước cờ này của Tường Xuyên nó là một cái sai lầm, bởi vì bên đen có cái nước cờ mà lật ngược lại tình thế hoàn toàn với nước cờ là pháo 2 thoái 1. Chúng ta thấy rằng với việc là pháo 2 thoái 1 này thì tượng đang bắt pháo và đang dọa bình pháo vào trung lộ chiếu tướng bắt xe. Chính vì vậy bên đỏ phải bình pháo vào trung lộ bắt xe trước và đỏ đen chơi xe 5 bình 4. Ở đây thì tạm thời thì pháo đỏ này không thể rời được, bởi vì pháo đỏ rời thì pháo đen sẽ bình vào trung lộ chiếu tướng bắt xe này, và bây giờ thì cái thế trận của bên đỏ đang bị bên đen khống chế rất là nặng, khi mà pháo này cũng đang phải chạy và con xe này cũng là một cái con rất là nguy hiểm. Bây giờ hình cờ mà chúng ta thấy rằng con xe này lạc lõng này, mã biên chưa phát triển này, hai pháo này thì con pháo này đang bị khống chế này, con pháo này đang bị bắt và con xe này cũng rất là xấu. Cái thế cờ có thể thấy là xoay 180 độ khi mà bên đỏ đã rơi hoàn toàn thế trận dành cho bên đen. Chúng ta cùng xem theo dõi tiếp theo là bên đen sẽ xử trí như thế nào. Ở đây thì bên đỏ chơi pháo 7 thoái 3 có vẻ như cũng là một nước cờ chưa hay lắm, bởi vì là pháo 7 thoái 3 thì bên đen ra tướng và chúng ta thấy rằng là lại thêm một cái nước cờ khống chế rất mạnh của bên đen, khi mà con xe này không thể di chuyển được, phải trông cái cửa bí này đó, và con pháo này cũng không di chuyển được. Và trong cái tình thế mà tất cả các quân đều đang bị khống chế thì Tường Xuyên chơi xe 2 tiến 4 với một cái hy vọng là đưa xe gần sát vào trung lộ để có thể thoái xe về và phòng thủ lại trung lộ cũng như là những cái đường công kích của đối phương. Tuy nhiên ở đây thì bên đen chơi xe 2 tiến 3 bắt pháo. Tường Xuyên chơi binh 7 tiến 1. Ở đây thì cái nước cờ binh 7 tiến 1 này thì cảm giác như chưa hợp lý cho lắm, bởi vì là binh 7 tiến 1 thì sẽ bị mã 5 tiến 3 lên, và chúng ta thấy rằng cái con mã này của tà nhắm lỗi là con mã cực kỳ nguy hiểm, nó chỉ cần nhảy một nước nữa thôi thì sẽ tạo được rất là nhiều uy hiếp dành cho bên đỏ. Mã 1 tiến 2. Vâng, trong cái tình thế cũng không biết đi đâu thì Tường Xuyên chơi phát triển mã với hy vọng là sẽ đưa mã vào trận địa để có thể là nhập cuộc tốt hơn, tạo thêm nhiều quân phòng thủ hơn, hỗ trợ nhiều quân hơn ở trung lộ. Tuy nhiên thì nó cũng đã muộn rồi, rất là khó rồi. Và bây giờ thì tà nhắm lỗi đưa pháo vào trung lộ. Ở đây thì xe không thể ăn xe vì xe sẽ ăn sĩ chiếu hết. Và pháo, việc đầu tiên phải giải quyết con xe này đã. Pháo này không thể ăn pháo được. Và giải quyết xe này bằng cách là xe 4 thoái 2 cũng là một cái nước cờ rất là hay. Nếu xe đen ăn xe đỏ như thế này thì đỏ sẽ ăn lên đây, và như thế sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Tuy nhiên thì tám nhắm lỗi không dễ dàng mà đi nước cờ đơn giản như vậy, và anh chơi xe thoái 2. Tường Xuyên tiếp tục xe 4 tiến 2 với hy vọng là sẽ giải tỏa bớt cái áp lực. Tuy nhiên thì tám nhắm lỗi lại đi xe 6 tiến 3, và bây giờ thì không còn nước cờ mà xe này sẽ hy sinh để giải thoát cái áp lực của con xe này nữa, và Tường Xuyên phải chạy xe. Với nước chạy xe này thì bây giờ chúng ta thấy cái hình thế này thì sẽ rất khó dành cho bên đỏ rồi. Và tất cả các quân của đỏ dường như là đã bị bên đen khống chế rồi. Xe này cũng khống chế xe pháo, và đặc biệt xe tướng này đang dọa cái cục bí này bất cứ lúc nào, cùng với việc con mã này rất là mạnh và tà nhắm lỗi nhảy mã 3 tiến 2 đang dọa chiếu bí này. Mã chiếu đây cũng bí này, mã chiếu đây cũng bí này, và Tường Xuyên chỉ còn cách là ăn pháo lên thôi, và đương nhiên là mã chiếu và ăn xe. Đến đây thì Tường Xuyên có cầm tượng ăn về mã rồi mới buông cờ. Tuy nhiên thì ở đây rất là dễ thấy cục xe lệch thôi, hai xe chiếu. Nếu lên tướng thì chiếu đây cục, xuống tướng thì chiếu. Vâng, rất đơn giản thôi. Chính vì vậy nên là Tường Xuyên đã cầm tượng về, sau đó thì anh đã buông cờ nhận thua, và chúng ta thấy được rằng là một cái ván cờ đầy tính nghệ thuật của Tào Nhám Lỗi, một cái ván cờ mà công sát rất hay mặc dù cầm đen trước kỳ vương Tường Xuyên. Như vậy là tôi đã
gửi đến các bạn một cái ván đấu rất hay. Tuy nhiên thì cảm nhận ngày hôm nay thì cái việc bình luận không được hay cho lắm. Rất mong là các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ bằng cách like, share cũng như là bấm theo dõi kênh Thăng Long Kỳ Đạo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.